Xin chào các bác. Hôm nay em sẽ chia sẻ với các bác hai loại phân chúng ta thường dùng để bón cho các loại hoa cây cảnh trong vườn trên tất cả các giai đoạn sinh trưởng, phát triển, đóng nụ và ra hoa của cây. Các bác cùng theo dõi nhé. Có rất là nhiều bác chia sẻ với em là các bác muốn tìm những cái loại phân đơn giản nhất, dễ kiếm nhất và chúng ta không phải sử dụng phức tạp quá nhiều loại phân bởi vì thường ấy nếu mà các bác uh, chơi các loại hoa cây cảnh trong vườn có rất là nhiều bác chỉ có một vài chậu thôi mà chúng ta mua rất là nhiều loại phân thì một sử dụng rất là phiền phức hai là tìm chỗ để cũng rất là phức tạp và cái thứ ba là khá là tốn kém cho nên đây là hai loại phân mà chúng ta thường xuyên chúng ta sử dụng nhất để chăm sóc các loại hoa cây cảnh trên tất cả các giai đoạn các bác nhé đó là phân bón gốc phân NPK 13 13 13 TE và phân bón lá đó là bộ 3 phân bón lá đầu châu MK 501 đầu châu MK 701 và đầu châu MK 901 chỉ cần hai loại phân bón gốc và phân bón lá này thì chúng ta sẽ đáp ứng được cái nhu cầu dinh dưỡng của tất cả các loại hoa cây cảnh trong vườn trên tất cả các giai đoạn sinh trưởng phát triển đóng nụ và ra hoa của cây các bác nhé cả hai cái loại phân bón gốc và phân bón lá này thì các bác có thể ra cửa hàng vật tư nông nghiệp các bác hỏi mua rất là sẵn ở đâu cũng có và ở một số vùng miền thì sẽ bán những cái loại phân của những cái thương hiệu khác nhau tuy nhiên vẫn đảm bảo cái thông số như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể mua nhé ở đây cái phân NPK 13 13 13 TE này thì em mua cái phân của Ninh Bình còn nếu mà các bác ở trong miền nam thì có thể mua cái phân của đầu châu cũng được đó đều rất là tốt các bác nhé và em sẽ chia sẻ với các bác cái cách sử dụng hiệu quả nhất của cái phân bón gốc và phân bón lá này để các bác có thể nắm được ở đây thì em có một cái cân điện tử nhé có rất là nhiều bác là đang thắc mắc là chúng ta sẽ đong đo đếm phân như thế nào để nó không bị quá liều cái điều này là một điều hoàn toàn chính đáng mà các bác có thể áp dụng theo cái cách của em để đơn giản nhất nhé ở đây ấy, thì em có hai cái dụng cụ để đong phân một là cái thìa cà phê nếu mà bác nào hay uống cà phê thì sẽ có cái thìa này cái thìa này rất nhỏ nhé các bác nhìn đầu ngón tay em này thìa này rất nhỏ chứ không phải cái thìa mà chúng ta vẫn sử dụng để ăn cơm đâu các bác thìa rất nhỏ nhé nó gọi là thìa cà phê thứ hai là cái nắp chai Hầu như những cái nắp chai nước ngọt này thì nó đều như nhau Đây cái nắp chai nhé các bác nhé Thì đây là hai cái dụng cụ khá là phổ biến Các bác có thể kiếm để chúng ta đong phân Thì em sẽ sử dụng cái cân này Để em đong làm mẫu để các bác có thể áp dụng Để đong các cái loại phân bón dạng hạt NPK như thế này Để nó không bị quá liều nhé Bởi vì chúng ta sử dụng quá liều là nó sẽ gây ra hiện tượng sốc phân rót dễ Và nó chết cây đó các bạn Với phân NPK bón gốc ấy, phân dạng hạt như thế này phân có 3 số bằng nhau 13 13 13 te thì các bác có thể sử dụng là 15 15 15 hoặc 20 20 20 hoặc 20 20 15 cũng được nhé nhưng cái phân 13 đều này thì nó được sử dụng phổ biến nhất và mua nó cũng khá rẻ cho nên là các bác hoàn toàn có thể mua về để sử dụng nhé đầu tiên về cái liều dùng thì các bác sẽ lấy 5 g pha với một lít nước chúng ta hòa tan ra chúng ta tưới vào gốc cây 15 ngày chúng ta tưới một lần là đảm bảo các bác nhé và chậu cây có đường kính từ 70 tới 80 cm thì các bác tưới cho 2 lít còn chậu nhỏ hơn thì các bác có thể tưới nửa lít hoặc một lít tùy cái kích cỡ chậu các bác tưới như vậy là rất đảm bảo ngoài ra các bác có thể bón trực tiếp dạng hạt như thế này thì các bác rạch một cái đường vòng quanh cái mép chậu ấy các bác giải cái hạt phân NPK như thế này sau đó các bác phủ lại và các bác lưu ý nếu mà các bác bón dạng hạt ấy, thì một chậu có đường kính từ 70 tới 80 cm thì các bác sẽ bón từ 30 tới 40 g nhé. Để đảm bảo cái hàm lượng phân bởi vì khi mà chúng ta bón dạng hạt nó sẽ tan chậm. Nó không giống như chúng ta hòa ra tưới nước đâu. Và em khuyến khích các bác hòa cái phân NPK này ra tưới nước thì bộ rễ nó sẽ nhanh hấp thụ hơn. Nó sẽ không làm chậm cái quá trình chúng ta làm hoa cho cây. Các bác lưu ý nhé. Hòa ra nước là tối ưu nhất để chúng ta bón phân cho cây. Và với cái phân NPK 13-13TE này thì nó có bổ sung thêm cái trung vi lượng Cho nên là chúng ta bón cho hoa cây cảnh rất là tốt và cây phát triển rất là khỏe Cho hoa rất là nhiều hoa, hoa đẹp, hoa thắm và hoa lâu tàn các bác nhé Và em sẽ cân cái phân NPK này cho các bác cùng theo dõi Ở đây em có một cái cân điện tử này Em để cái muỗng cà phê vào đây Và em trừ bì đi Tức là nó đang là số 0 các bác nhé Các bác nhìn đang số 0 này Em sẽ cân cho các bác xem này Mọi khi thì em hay chia sẻ với các bác là chúng ta sẽ đong mỗi muỗng này là 5 gram pha với 1 lít nước Thì em đong một muỗng này cho các bác xem là được bao nhiêu nhé Đây em thả luôn ra đây Đấy nó đúng 5 gram này các bác này Chuẩn chưa Tức là một muỗng cà phê này sẽ được 5 gram phân pha với 1 lít nước Đó Đó là cái cách mà chúng ta đong phân nhé Rất là chính xác luôn còn nếu mà các bác dùng cái nắp chai này thì em đong cho các bác luôn. Em cũng thả cái nắp chai vào đây và em ấn trừ bì nhé. Đó. Và em cũng đong phân. Em sẽ đong lùm cái nắp chai này. để các bác nhìn này. Lùm cái nắp chai này nhé. Em sẽ thả vào cái cân này. 10 gram. 10 gram này ấy, thì các bác sẽ thấy rằng là nó được lùm như thế này. Và khi các bác đong cái phân để các bác pha ra nước ấy, thì các bác sẽ lấy lùm cái nắp chai này pha cho 2 lít nước nhé. Lưu ý, lùm cái nắp chai pha 2 lít nước bởi vì lùm nắp chai nó là 10 gam. Đó, cách rất là đơn giản. Đó là chúng ta sẽ đo được cái lượng phân. Đó, đó là cách rất là đơn giản mà các bác có thể áp dụng để chúng ta cân cái lượng phân vừa đủ để bón cho các loại hoa cây cảnh trong vườn đều với cái tỷ lệ như vậy nhé tiếp theo là phân bón lá trong cái phân bón lá này này thì thường thường sẽ có một cái muỗng mà nhà sản xuất họ có để sẵn cho chúng ta thì trên cái cán muỗng có ghi là gạt miệng là một gam thì các bác cứ gạt miệng như thế này là một gam cứ như vậy là chúng ta đong thôi bộ ba phân bón lá đầu châu mk 501 đầu trâu MK701, đầu trâu MK901 chúng ta sẽ sử dụng với cái liều lượng như nhau. Tức là chúng ta lấy 2 gam pha với 1 lít nước. Chúng ta lắc đều ra cái bình xịt, chúng ta xịt ướt đẫm tàn lá, ướt đẫm trên mặt lá, ướt đẫm chi cành. Nếu mà cây đang có nụ có hoa thì ướt đẫm nụ, ướt đẫm hoa các bác nhé. Đó. Và khoảng cách giữa hai lần mà chúng ta xịt phân bón lá này là từ 7 tới 10 ngày là phù hợp các bác nhé và em sẽ chia sẻ với các bác cái cách sử dụng cũng như giai đoạn mà chúng ta sử dụng bộ 3 phân bón lá đầu trâu này để các bác biết cách sử dụng nhé. Thứ nhất là cái lọ phân bón lá đầu trâu MK501 nó giúp uh, kích thích giúp cây nảy chồi ra lá. Cái phân bón lá đầu trâu MK501 này sẽ sử dụng ở cái giai đoạn sau cắt tỉa. Bất kể một loại hoa cây cảnh nào sau mỗi lứa hoa chúng ta cắt tỉa thì chúng ta sẽ xịt cái phân bón lá đầu trâu MK501 này. Phân bón lá đầu trâu MK501 nó là một phân NPK 30 15 10, nó có hàm lượng đạm và lân rất là cao. Như các bác đã biết thì đạm nó có cái tác dụng kéo trồi, làm trồi nó mập, nhanh dài. Còn lân thì nó sẽ kích thích bộ rễ, giúp cây nhanh chóng bật trồi. Rất là tốt cho cây ở giai đoạn sinh trưởng phát triển các bác nhé. Cho nên là nếu mà cái cây cảnh nào mà chơi lá ấy thì các bác sẽ xịt 100% là phân đầu trâu MK501 này. Chúng ta không phải sử dụng bất kể một loại phân bón nào khác. Các bác có thể xịt lên tán cây hoặc là tưới vào gốc cây nếu mà xịt thừa các bác nhé. Đó, rất là tốt. Còn ở cái giai đoạn mà các bác cần thúc nụ cho cây hoa trong vườn thì các bác sẽ chuyển sang phân bón đầu trâu MK701. Tức là khi các bác xịt cái phân bón đầu trâu MK501 tới khi nào ấy cái mầm của nó nó dài tầm 7 tới 10 cm thì các bác sẽ chuyển sang phân bón lá đầu trâu MK701 để chúng ta tiến hành thúc nụ. Khi mà các bác xịt cái phân bón lá đầu trâu MK701 thì cây nhanh chóng ra nụ. Nó là cái phân NPK 10 30 20. Thì các bác sẽ thấy rằng trên cái giải NPK này có hàm lượng lân và kali rất là cao. Lân thì nó vẫn có tác dụng là kích rễ và làm cho cây nó cứng cáp hơn, cành nó nhanh già hơn và kali thì nó có tác dụng kích nụ rất là tốt cho cây các bác nhé chính vì vậy mà khi sử dụng cái phân bón lá đầu trâu mk 701 này thì cây nó cực kỳ nhanh chóng đóng nụ và các bác sẽ sử dụng cái phân bón lá đầu trâu mk 501 tới khi nụ nó chuẩn bị nở thì chúng ta sẽ dừng lại các bác nhé và khi mà các bác thấy nụ bắt đầu nó nở thì chúng ta sẽ chuyển qua phân bón lá đầu trâu mk 901 đây Vân bón lá đầu trâu MK901 các bác để ý là giải NPK 15 20 25 thì các bác sẽ thấy rằng là cái hàm lượng kali nó đã cao rõ rệt này, cao nhất. Thì cái lân nó vẫn có cái tác dụng kích rễ và làm cho cây nó cứng, nó già, lá nó dày lại, tạo điều kiện cho cái việc chúng ta thúc ngụ cho cây, thúc hoa cho cây. Còn kali thì nó sẽ làm cho cái bông hoa nó bung ra, nó bung căng khi nở thì hoa nó sẽ nở với cái form rất là đẹp cánh hoa dày hoa thắm và đặc biệt là hoa lô tàn các bác nhé đó đó là cái bộ 3 phân bón lá đầu châu 501 701 901 được sử dụng rất là phổ biến trong các cái dòng phân bón lá này cũng đã bao gồm các loại trung vi lượng rất là tốt cho các loại hoa cây cảnh trong vườn cho nên là các bác gần như không phải bổ sung thêm trung vi lượng khi các bác sử dụng cái phân bón lá này. Cho nên là đây là những cái dòng phân bón lá được các nhà vườn lớn và tất cả những người yêu hoa, yêu cây cảnh thường xuyên sử dụng nhé. Nó rất là tốt cho các loại hoa cây cảnh trong vườn. Đó. Đó là hai cái loại phân NPK, bón gốc và bón lá mà các bác sẽ thường xuyên sử dụng trong vườn. Và em chia sẻ video này để tối giản cho bác nào mà chúng ta không có thời gian hoặc là ít kinh phí hoặc là trồng ít cây. Có vài cây thôi thì chúng ta sẽ có cái cách uh, sử dụng các loại phân bón hiệu quả nhất để giúp uh, chúng ta tiết kiệm chi phí, đỡ mất nhiều thời gian và đặc biệt là hiệu quả rất là cao trong cái việc uh, chăm sóc các loại hoa cây cảnh trong vườn các bác nhé. Và các bác lưu ý khi sử dụng phân bón lá và phân bón gốc thì các bác sẽ bón vào cái thời điểm mà thời tiết mát mẻ thời điểm thích hợp nhất để các bác sử dụng phân bón lá hoặc phân bón gốc là 6 tới 7 giờ chiều khi mà thời tiết nó mát mẻ như vậy chúng ta bón thì nó không có hiện tượng bị sốc phân các bác nhé rất là nhiều bác có chia sẻ hỏi là những cái cây hoa trong vườn tại sao nó nở hoa đẹp như vậy nở hoa rực rỡ như vậy thì em cũng chia sẻ với các bác cái cách bón phân của em nó cũng rất đơn giản như video em chia sẻ như vậy để các bác có thể tối giản trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng phân bón Đặc biệt là các bác sẽ phải kết hợp thêm các cái dòng phân hữu cơ mà các bác đang có trong nhà nhé. Ví dụ các bác có phân dê, phân rơi, phân trùn quế, phân bò mục, phân gà mục thì các bác có thể bón kết hợp với phân NPK để cân bằng dinh dưỡng cho cái cây hoa trong vườn. Ví dụ mỗi một lần các bác bón các loại phân hữu cơ vào những cái gốc cây trồng dưới đất hoặc là trồng trên những cái chậu lớn đường kính 70 tới 80 cm ấy là các bác sẽ sử dụng 1 kg phân hữu cơ các bác bón vào gốc cây trong phân hữu cơ ấy thì nó có rất là nhiều vi sinh vật có lợi cho nên là bón phân hữu cơ như vậy thì giúp cây nó sẽ phát triển khỏe hơn ít sâu bệnh hơn và khoảng cách giữa hai lần bón phân hữu cơ là một tháng các bác nhé các bác lưu ý cho em như vậy để chúng ta cung cấp dinh dưỡng cho những cái cây hoa trong vườn và khi chúng ta kết hợp giữa phân bón lá thì chúng ta sẽ phân loại được các cái dòng phân bón cho cây Nghĩa là trong từng giai đoạn thì chúng ta sẽ ưu tiên những cái dòng phân phù hợp để chúng ta có thể kích mầm, kích chồi hoặc là kích nụ, kích hoa cho cây. Rất là phù hợp và hữu ích các bác nhé. Đây chính là cái vị trí mà hôm qua em có chia sẻ một video ngắn cho các bác ấy, gồm những cái cây hoa mẫu đơn và cái dãy cây hoa ngũ sắc nó đang nở rất là rực rỡ và các bác nhìn những cái khu vườn mà nó có những cái cây hoa nó nở hoa đẹp thì các bác thấy có ưng cái bụng không? Nó lại phui khô, trong bắt đầu nó to rượu. Các bác theo dõi video trên kênh Hoa Vườn Nhà nhớ nhấn vào nút like, nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để không em nhá. Nếu có bất kể một chia sẻ góp ý gì thì các bác cứ để lại phần comment. Em cùng các bác sẽ tìm ra giải pháp tốt nhất để chúng ta trồng chăm sóc các loại hoa cây cảnh trong vườn nhà. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.